Em biết sao từ sáng giờ bên đó tiết quá trời cho nên điện thoại em không reo. Thì nó vacation mà mình lo gì, mai mốt về tính sau. Đấy. Ông biết nó khách lạ đó. Khách quen thì nó biết rồi, nhưng mà khách lạ đó. Biết dữ quá, khách lạ nó không. Wow, uống nhiều vậy hả? Bây giờ ngon quá hả? Hả? Uống xong đi rồi mới cho đi toilet. Có thể ăn hết tô đó được không? Không hết, để đó đi phụ con cho. Nó ăn có 2-3 cục giò heo mà đó đi. I'm full. I can't. Hồi sáng anh ăn đồ waffle nhiều quá không? Không thôi thì kêu mấy cái hộp á, bỏ vô hộp cho em, tối về em bắt lên cho con ăn. Nó dễ ăn hơn bún bò à. Ha. Bỏ vô hộp. Chưa nắng lên được kìa. Ăn không nổi thì đừng có uống không. Tối về mới qua mắt lên cho con ăn tiếp. Nắng lên đi, trời ơi, tôi đi chơi mà phải cho tôi chụp hình chứ trời. Mưa gió cũng hay chụp hình. Thanksgiving storm, nó storm gì ở đâu kìa? Ở đâu? Không biết nữa. Anh hả, có ăn nổi hết không? Ăn hết không? Không. No more kìa mẹ ơi.